Hello, xin chào bạn. Video này mình sẽ giới thiệu một sản phẩm, đó là cái kính bơi Hàn Quốc. Mình mua trên Lazada và họ đang bán với giá là 30.000 và mình có cái mã giảm giá còn 12.000 thôi. Mua trên Lazada, đơn vị vận chuyển lại là Lexpet. Giới thiệu sản phẩm kính bơi Felix Hàn Quốc PN203 đen, số tiền hộ 12.952 đồng. Và các bạn lưu ý là mua cái loại cho người lớn nhé. Một bộ hai cái mà có 30 cô thì để ý kỹ thì đấy là cho trẻ con, còn cái này là người lớn. Kính này thì thấy quảng cáo là có hộp đựng. Hộp đựng khá là rẻ. Các bạn muốn mua sản phẩm này thì mình để link mua ở dưới mô tả video. Cái này có cả cái bịt mũi luôn, bịt tai luôn. Ok, đây sản phẩm chúng ta Made in China. Đây, bên anh vào số gì đấy, lô 278, anh hiểu gì. Đây là một vài cái thông số ở đằng sau. Ok, giờ mình sẽ tháo ra. Yeah. Đây là cái bịt mũi. Đây là cái bịt tai. Đó. Cái kính này không phải là cái nhãn hiệu Phonix rồi, mà trên quảng cáo họ được bảo hành 1 tháng cơ. Cái này nó có cái cao su để chống nước. Mà nhìn cũng khá đẹp. Nói chung là có cái đệm cao su này để chống nước vào rất tốt này. Cái mắt kính thì không biết là có chống chảy xước không, tại vì kính kia thì quảng cáo là có chống chảy xước. Đó. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Và bảo vệ mắt là tốt, rất là tốt. Ok, mình sẽ đi bơi để dùng thử kính này, xem là chất lượng như thế nào. Ok, các bạn cảm thấy video cái like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất của mình. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tới.